Tại khu du lịch Bản Đôn thuộc huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, nhiều cửa hàng lưu niệm đều bày bán công khai các loại sản phẩm trang sức như thế này. Và người bán đều khẳng định với du khách rằng những sản phẩm này đều được làm từ ngà voi. Người bán cũng rất nhiệt tình hướng dẫn cho khách phân biệt giữa sản phẩm làm từ ngà voi thật và sản phẩm giả ngà voi. Và đây cũng là tình trạng đang xảy ra tại nhiều khách sạn trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Ngà voi, nhưng mà thực ra để mình nhận biết được hay không thì cái đó là mắt thường là chưa thể nhận biết được mà phải qua công tác giám định. Nếu như mà về các loại giám định khác ấy, thì là cấp tỉnh làm được rồi thì nó thuận lợi hơn. Đấy, nhưng mà riêng cái ngà voi này ấy, thì bây giờ chúng tôi vẫn là gửi về bộ. Đấy, gửi về bộ. Mà gần nhất là thành phố Hồ Chí Minh, nếu không nó là phải ra tận Hà Nội. Hiện nay, buôn bán ngà voi và các sản phẩm từ ngà voi thật một cách trái phép là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Bên cạnh đó, không ít địa chỉ đã bán sản phẩm giả ngà voi với giá cao để lừa đảo khách hàng. Do đó, quý vị khán giả của Mùa Gì Ở Đâu cần tuyệt đối nói không với những sản phẩm trang sức làm từ ngà voi nhằm tránh tiếp tay cho các đối tượng xấu.